BOT xa lộ Hà Nội thử nghiệm hệ thống thu phí không đồng. Dịch vụ khai thác nước trời cho trên đèo cả. Làm gì khi bị chấn thương thể thao? Bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp hơn 80 cây vàng. Phút đời thường hôm nay, gặp gỡ thần đồng hội họa Việt được ví như danh họa Pollock. Xin kính chào quý vị khán giả của Góc nhìn trưa nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, Chủ nhật ngày 28 tháng 3 năm 2021. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Minh Ngọc của chương trình Góc nhìn trưa nay. Thưa quý vị, từ 22 giờ 15 phút đêm qua, trạm thu phí tại xa lộ Hà Nội, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu vận hành thử nghiệm bằng hệ thống thu phí không đồng để chuẩn bị cho kế hoạch thu phí chính thức từ ngày 1 tháng 4. Việc vận hành thu phí không đồng chỉ được thử nghiệm với một số làn trong đêm ngày 27 tháng 3. Hiện tình hình giao thông qua khu vực vẫn ổn định cả hai hướng từ cầu Sài Gòn đi Suối Tiên và ngược lại. Tuy nhiên, việc thu phí trở lại khiến nhiều tài xế bỡ ngỡ, nhiều xe chạy đến gần trạm thu phí mới biết và giảm tốc độ. Theo Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, việc vận hành nhằm thử nghiệm kiểm tra hệ thống thu phí trước khi chính thức thu phí kể từ ngày 1 tháng 4 theo sự chấp thuận của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố. Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai dự án xây dựng mở rộng xa lộ Hà Nội hơn 10 năm qua, đến nay mới được thành phố chấp thuận để thu phí hoàn vốn cho dự án. Chủ đầu tư cho biết sẽ giảm 50% mức giá đối với xe cư dân hai bên đường không kinh doanh. Sau khi hầm đường bộ đưa vào hoạt động, ngọn đèo cả nối hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa còn rất ít xe tải chở hàng lưu thông trên đèo. Để mưu sinh khi ngọn đèo thưa vắng người qua, nhiều người dân sống trên đèo đã mở dịch vụ rửa xe tắm heo cho các xe tải bằng nguồn nước lấy từ các con suối trên núi chảy liên tục ngày đêm. Với những đường ống dẫn nước từ các con suối trên núi cao phun trào ngày đêm liên tục, nhiều điểm dịch vụ phục vụ nước cho các xe tải mọc lên rất nhiều trên tuyến đường đèo. Đây được xem là những điểm dừng chân lý tưởng cho các xe tải đường dài. Ngoài dùng nước để tắm rửa, giải nhiệt bánh xe, nhiều xe tải chở heo còn dùng nước để tắm mát cho các chú heo. Được biết, giá thu trọn gói cho các dịch vụ trên của mỗi chiếc xe tải dừng đổ là 50.000 đồng một chiếc. Bình quân mỗi điểm dịch vụ trong một ngày cũng tiếp khoảng gần 10 xe tải ghé vào, nhưng cũng có ngày mỗi điểm chỉ tiếp được vài ba chiếc. Cuộc sống của các hộ dân làm dịch vụ nước trên đèo cả khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Thưa quý vị, vài năm trở lại đây, số người đến khám vì các chấn thương thể thao, tập luyện chiếm gần 50% số trường hợp phải nhập viện điều trị so với chấn thương lao động và các tai nạn khác. Điều đáng nói là nhiều trường hợp sau khi phát hiện bị chấn thương không tìm đến các bác sĩ có chuyên môn mà tự chữa trị theo cách riêng đã để lại nhiều biến chứng không mong đợi. Massage, châm cứu, giác hút, ngại cứu, xoa bóp bằng mật gấu, chườm nóng khiến đầu gối càng sưng hơn, càng gây chảy máu nhiều hơn. Sau tập thể thao bị căng cơ quá mức, đau cột sống thắt lưng, thoát vị đĩa đệm cấp, có người lại tìm đến các thầy lang để kéo, nắn, giật hoặc sơ cứu cho người chấn thương sai cách làm bệnh càng nặng thêm. Nếu mà mình không phải dân trong nghề á, thì đa phần là cái máy ảnh vô là cái ôm sóc chạy. Ôm chạy bệnh nhân, nếu mà gãy chân mà cái ôm chạy vô là dễ bị sốc chấn thương. Chấn thương là đau là nguy cơ cao, dễ mất mạng. Rồi chảy máu trong khớp nữa, nếu không biết bất động tốt thì chảy máu khi mà chấn thương với cộng với cái sốc do đau. Các bác sĩ khuyến cáo để phòng tránh chấn thương trong quá trình tập thể thao, người tập cảm thấy đau sưng ở bất kỳ đâu cần nghỉ ngơi ngay, không nên vận động mạnh hoặc chơi lại ngay lúc đó. Lúc tập nếu có bất thường như không tập được động tác mà trước đây mình đã từng làm do bị đau nên ngừng tập. Khi người tập bị chấn thương nặng, cần bất động vùng bị chấn thương, nhẹ có thể băng chung cố định, nặng hoặc nghi ngờ gãy xương cần nẹp tùy vào khu vực tổn thương mà nẹp cố định rồi đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế chuyên khoa. Nhiều trường hợp không sơ cứu hoặc chấn thương nhưng tự chữa đông y hay để đau đến mức không chịu được mới tìm đến bác sĩ. Lúc đó việc điều trị rất khó khăn, phức tạp. Ngoài ra, dù được điều trị đúng cách thì phần dưỡng thương cũng có quyết định rất quan trọng, quyết định những phục hồi về sau. Khi mà ra chấn thương mà mổ xong á, mà nếu mà mổ tốt mà anh không có vận động, anh thấy chán nản hay là anh không tập là coi như cái cơ nó teo, mà cơ teo là không có bao giờ vận động được. Là thứ nhất, thứ hai nữa có chuyện gia đình, mà gia đình không động viên rồi thấy giờ thôi tôi thấy như là cái chân này nó không tốt là không tập là coi như không có tác dụng gì hết. Thậm chí có nhiều anh á coi như ra uống rượu
chán quá mà uống rượu bia vô thì cái chân nó cái lành xương nó rất là kém, nó không tốt. Là phải chế độ dinh dưỡng tốt, rồi tập luyện, phục hồi và người thân động viên thì ý chí là tốt nhất, là hồi phục nhanh hơn. Các bác sĩ khuyến cáo nếu không may bị thương, hãy đảm bảo rằng bạn đã được chữa trị dứt điểm trước khi ra sân trở lại. Ngoài ra, khi trở lại tập luyện sau chấn thương nên bắt đầu bằng những bài tập vừa sức, sau đó tăng cường độ lên dần. Tuyệt đối không tập ngay với cường độ như trước khi bị chấn thương. Cần tham khảo ý kiến những người có chuyên môn, không nên tự ý tập luyện sai cách, khiến vết thương ngày càng nghiêm trọng, thậm chí gây ra thương tật vĩnh viễn cho người bệnh. Xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Văn Phong, 40 tuổi, trú phường Thống Nhất, Hoàng Đình Dũng, 40 tuổi và Hoàng Duy Lâm, 28 tuổi, cùng trú phường Hoa Lư, thành phố Pleiku để điều tra về hành vi trộm cắp hơn 80 cây vàng. Theo kết quả điều tra ban đầu, Phong là tài xế xe khách của nhà xe Gia Phúc chạy tuyến Gia Lai đi thành phố Hồ Chí Minh nên biết được thông tin vào ngày 5 tháng 3, một số lượng vàng rất lớn sẽ được vận chuyển từ thành phố Pleiku đi thành phố Hồ Chí Minh trên một chiếc xe của nhà xe Gia Phúc. Sau đó, Phong bàn bạc với Dũng và Lâm lên kế hoạch trộm cắp số vàng trên. Đến 18 giờ 30 phút ngày 5 tháng 3, Lâm và Dũng giả làm hành khách rồi đón xe. Đến 23 giờ cùng ngày, khi xe dừng nghỉ tại thành phố Buôn Ma Thuột thì Dũng xuống xe, còn Lâm lục lọi trộm cắp được bao đựng vàng đem giấu sau trạm dừng nghỉ rồi lên xe đi tiếp. Sau đó, cả hai xuống xe rồi đón xe taxi quay lại lấy số vàng trên. Trong đó có 80 lượng vàng SJC, gần 7 lượng vàng nữ trang và 2.000 đô la Mỹ, tổng giá trị khoảng 4,8 tỷ đồng. Chiều qua, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường DT741, đoạn qua xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Chiếc xe tải đánh lái tránh xe máy qua đường bất ngờ, nhưng không may lại gây tai nạn cho xe máy lưu thông cùng chiều phía sau, khiến 3 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, chiếc xe tải mang biển số 51C13630 chưa rõ người điều khiển lưu thông trên đường DT741 hướng từ thành phố Đồng Xoài đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến đoạn ngã ba Long An, cùng lúc này chiếc xe máy mang biển số 93P16697 do một người đàn ông khoảng 55 tuổi từ bên trái của xe tải bất ngờ qua đường. Gặp tình huống bất ngờ, tài xế xe tải đánh lái sang bên phải phần đường dành cho xe máy để tránh xe máy 93P16697 nhưng va quẹt vào xe máy khiến ông này ngã xuống đường. Không dừng lại ở đó, khi chiếc xe tải đánh lái mạnh sang bên phải thì chiếc xe máy mang biển số 61F124480 do người phụ nữ khoảng 50 tuổi điều khiển chở theo con gái 30 tuổi và em nhỏ 4 tuổi lưu thông cùng chiều phía sau cũng vừa lao tới, tông thẳng vào đuôi xe tải. Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy cùng ba mẹ con trên xe văng dội ngược trở lại, người mẹ và con gái lớn bị thương nặng. Thưa quý vị, Xeo Chu, một họa sĩ nhỏ tuổi nhưng đang gây sự chú ý trong giới hội họa Việt Nam và cả nước ngoài bằng những bức tranh được trả giá hàng trăm ngàn đô la Mỹ. Nhiều nhà phê bình, nhà báo chuyên về hội họa đã ví Xeo Chu như một Jackson Pollock thời hiện đại bởi nét vẽ của cậu bé Việt được cho là giống với họa sĩ lớn người Mỹ. Những phút cuối của chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng đón xem những chia sẻ của họa sĩ nhí Xeo Chu ngay sau đây. Dạ, đây là bức kèm mai con vẽ cũng được khoảng 2 tuần gì đó. Dạ, vào dịp Tết mà năm thì mẹ con hay thuê một cây mai để trưng ở nhà. Nhưng mà năm nay đặc biệt là nó nở 2 lần. Và mẹ con muốn mua luôn nhưng không được, cho nên con vẽ nó làm kỷ niệm. Một họa sĩ nhỏ tuổi nhưng đang gây sự chú ý trong giới hội họa Việt Nam và cả nước ngoài với những bức tranh được trả giá hàng trăm ngàn đô la Mỹ. Nhiều nhà phê bình, nhà báo chuyên về hội họa đã ví Xeo Chu như một Jackson Pollock thời hiện đại với nét vẽ của cậu bé Việt Nam được cho là giống với họa sĩ lớn người Mỹ. Cậu bé Xeo Chu ngày nào nay đã 14 tuổi, đang theo học tại một trường ở thành phố Hồ Chí Minh. Bộc lộ năng khiếu với hội họa từ năm 4 tuổi đến năm 12 tuổi, cậu bé này được ví như danh họa Jackson Pollock bởi những bức tranh của Xeo Chu được trả giá hàng trăm ngàn đô la Mỹ tại một triển lãm. Trong gia đình Xeo Chu không có ai là họa sĩ, chỉ có mẹ cậu bé mở phòng tranh lâu năm tại thành phố Hồ Chí Minh.
Mẹ Sẹo Chu cho biết thấy con có năng khiếu nên cho con theo học vẽ tranh và xem đó là thú chơi giải trí của con. Dù còn nhỏ nhưng Sẹo Chu đã sớm ý thức thể hiện tình yêu đặc biệt dành cho hội họa. Ngoài giờ học, cậu bé dành hầu hết thời gian còn lại cho nét vẽ đường cọ để sáng tác nên những tác phẩm ấn tượng, gây được sự chú ý của người xem. Sẹo Chu đã biến phòng ngủ của mình thành studio để vẽ tranh mọi lúc rảnh. Con nghĩ cái do con thích nó đến vậy là vì con thể bày tỏ được cảm xúc của mình trên một bức tranh. Hai chủ đề mà con thích vẽ nhất là phong cảnh và hoa. Về phong cảnh thì khi lúc được nghỉ trong cái nghỉ hè thì bình thường gia đình con hay đi chơi. Và lúc đó con được thấy những nhiều cảnh đẹp và con muốn ghi lại nó. Còn hoa thì trong lúc khi có Covid thì mình ở nhà. Ở trên con cũng hơi bị phi đề tài. Nhưng mà ở nhà thì mẹ có mua rất nhiều hoa, cho nên con lại để làm cảm hứng để vẽ. Tính đến nay, Sẹo Chu đã vẽ hơn 300 bức tranh về phong cảnh và hoa, tổ chức 4 lần triển lãm cá nhân. Trong đó, triển lãm cá nhân đầu tiên và nhớ nhất của Sẹo Chu là được tổ chức ở New York, Mỹ. Triển lãm này đã thu hút sự chú ý của truyền thông nước ngoài. Cũng từ đó, nhiều nhà phê bình, nhà báo chuyên về hội họa đã ví Sẹo Chu như một Jackson Pollock của thời hiện đại bởi nét vẽ của Sẹo Chu được cho là giống với họa sĩ người Mỹ này. Sẹo Chu có được bức tranh định giá 150.000 đô la Mỹ vẽ về Vịnh Hạ Long. Còn thấy mấy cái sự so sánh đó cũng không đúng lắm. Nhưng mà bình thường khi con vẽ thì con chỉ làm những gì bản thân con thấy là được thôi, chứ con không có nghĩ nhiều về những ý kiến của người khác nhiều lắm. Không chỉ đam mê vẽ mà cậu bé này cũng sớm có lòng nhân ái từ sớm. Cậu hay đi tham gia các chuyến đi thiện nguyện với mong muốn dùng tiền bán tranh làm từ thiện, được sự đồng tình ủng hộ của gia đình. Hồi nhỏ thì con cũng được đi nhiều quỹ từ thiện và cũng thấy được nhiều hoàn cảnh của những người khó khăn. Cho nên con thấy khi có cơ hội để giúp mọi người thì con có thể dùng số tiền triển lãm của con và... Theo Sẹo Chu, để vẽ nên một bức tranh ấn tượng cần có sự sáng tạo. Để có sự sáng tạo thì tâm trạng mình phải dễ chịu nhất, thoải mái nhất. Đây cũng là bí quyết Sẹo Chu thổi hồn vào những bức tranh của mình. Thưa quý vị, những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.